thanh lịch, tinh tế, giàu tính ứng dụng. Đó là những ưu điểm của thời trang Hàn Quốc. Vậy làm thế nào để bạn trở nên xinh đẹp như một tín đồ thời trang của đất nước Kim Chi? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Như Quỳnh tìm hiểu xem trong một cửa hàng chuyên về đồ thời trang Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có những gợi ý gì cho mùa hè năm nay nhé. Sự lên ngôi của những cái họa tiết hoa rất là to. Hãy cùng lắng nghe những tư vấn hữu ích của chuyên gia trong chương trình Đẹp Đích Thực, chủ đề Chào hè cùng Style Hàn Quốc để có những ý tưởng tuyệt vời cho mùa hè năm 2012.